21 tháng 7 năm 2024 nha cả nhà. Sáng nay rảnh hôm nay cũng được nghỉ làm, dẫn mấy đứa nhóc đi siêu thị Aeon ở Hội Nghe nha cả nhà. Đây mời cả nhà tham quan siêu thị mua sắm cùng anh Tư Viện TV chủ nhật nha cả nhà. Rồi mời cả nhà nha. Vậy rớt vậy thôi cho đi. Cái này ba xu hả? Ba xu lận á. Đứng vô ba chồng hình ba đứa tám mẹ chưa đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ủa hết giờ luôn hả? Ơ còn má. Dạ em đừng mua đầu em. Sao đuôi đó? Đúng nhớ này. Nó bắt đầu. Ổn màu hồng là màu hồng màu hương là ok ổn. Làm gì Tôn? Bị tróc da hả gì Tôn? Có đau không? Nghe heo luôn hả? Chút xíu xuống dưới mua cái đó cho tổ nha. Cái bóp.
gì vậy? Hả? Gì vậy Tôn? Thì bữa bỏ nhà luôn đi. Đây, thu nhập bánh nha cả nhà. Quá trời bánh luôn. Bánh mì nhé. Bánh mì qua khúc. Bánh. Chịu lấy hiềm phòng qua tay. Hai ba tám. Càng cuốn căng á. Không có được đâu. Rồi xé phòng tay luôn nè. Nóng á. Nóng mà phòng tay luôn á. Ủa? Lâu chưa ta? Tán rồi ta, tán rồi. Ủa thì có bông gì nữa kìa. Gì nữa ai có bông? Ủa thì có bông. Con gì nữa con? Con gì nữa hả? Con này con gì? Sao lâu quá vậy con? Sao lâu quá vậy? Cái là nếu mua thêm đi nước kêu. Đó. Một phần nữa là 38 nè. Mới xuống qua, để anh qua bên đây anh mua. Rồi, sạch nhát luôn, không còn gì luôn. Ba đứa quốc sạch luôn. Rồi mẹ con đi mua đâu hả? À? Cho nhân tên cậu quay. Yeah.
sao chưa? Không ăn lương cà nữa hả? Cái gì hả? À?